lời mở đầu là từ thoại, từ thi sĩ tự làm thơ. Mơ hậu không tự tại vì chi kỷ vương màn thơ. Màn thơ vô ngũ sắc, vô anh kim, vô anh hồng. Nhân duyên vô hộ đắc bởi vì cô nhân luôn đánh vòng. Đồng thời số tân ngã vì người hậu nhã là cây. Nay đây người mây đó ta bằng ngộ nhận gió về mây. Như phong không tuyệt hảo nên ta đã bảo là từ vô lòng. Phong số vui đi mắt cũng mang cái lạnh đến vô lòng. Dù lạc ở nơi chân trời mà thấm tan rời để cố tìm em. Điều ta thấy chiếc là bức họa của một bàn tạo họa tiết màu đen. Ta cứ chèn thơ âm sắc mà ta có tô thêm nét hồng. Đến cuối cùng kết quả nhận được vẫn là khắc họa trên cánh đồng. Lòng không mong mỏi cánh đồng giống không thoải mà thật sự lòng chỉ mong mỏi một ngày bông hồng không đi khỏi. Ta muốn đổi hoài họa tiết lại thấy thất nhiệt của một ai, nhưng có lẽ mỗi lần cầm viết ta lại lạnh cống đôi bàn tay. Họa không thể tiết, họa xiết đôi bàn tay. Họa không thể gờ viết bởi vì tình tiết vẫn còn bay. Họa tiết vô hữu khang, một bức họa không thể nhìn. Họa tiết